Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lãnh đạo muốn huy động tiền của dân ngay sau phong tỏa. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Vương Đình Huệ đã bị dư luận chỉ trích gay gắt sau khi phát biểu rằng tiền trong dân còn nhiều, làm sao để huy động được vào sản xuất. Phát ngôn này nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng từ dư luận, nhất là trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phía Nam vừa mới trải qua gần 5 tháng phong tỏa do dịch bệnh. Và dư luận đã phản ứng rất gay gắt về điều này. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam. Ông Huệ đã nói như vậy vào chiều ngày 12 tháng 10 trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Chỉ 10 tiếng đồng hồ sau khi thông tin này được đăng trên trang Facebook của Đài Á Châu Tự Do đã có hơn 1.500 lượt bình luận. Hầu hết trong số đó đều bày tỏ thái độ tức giận, chỉ trích người đứng đầu Quốc hội. Độc giả Phụng Hiếu để lại bình luận như sau: bác nói thế thì các mặt hàng thiết yếu lại tăng chóng mặt cho xem. Không muốn quan tâm đến chính trị, nhưng chính trị cứ tìm đến túi tiền. Có thể các bạn ở Việt Nam chưa biết, vào ngày 8 tháng 10 vừa rồi, chính phủ Đài Loan phát miễn phí cho toàn bộ người dân, không phân biệt giàu nghèo, phiếu mua hàng, tương đương với giá trị tiền mặt là 5.000 đại tệ, tức là khoảng 4 triệu đồng tiền Việt Nam. Nhưng chính phủ Việt Nam lại chỉ nghĩ đến túi tiền trong dân, đó là một sự khốn nạn không hề nhẹ. Độc giả Phan Thương cho biết, còn bạn đọc Văn Đức thì nói rằng, không bao giờ quan tâm dân chết chóc, khổ sở thế nào vì đại dịch, chỉ chăm chăm nhìn vào cái túi tiền của dân vốn đã lủng rách tả tơi rồi. Rồi thuế má, điện, xăng sẽ tăng vùn vụt, rồi dân sẽ lầm lũi, kéo cày ngày đêm để nuôi béo quan tham và đảng ngày càng quang vinh. Còn bạn đọc Thanh An thì nói rằng, nhà cầm quyền luôn nghĩ như vậy nên những gói hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch bệnh đã được người dân chứng minh cụ thể. Chuyên rình rập người khác thì thật là quá xấu hổ. Đây là hình ảnh rất nhiều người dân công khai lên tiếng chưa nhận được tiền hỗ trợ của chính phủ trong suốt đợt phong tỏa kéo dài vừa qua. Còn Facebook Lãng Tử thì biết rằng, tiền tham nhũng thì nhiều chứ tiền lao động mồ hôi nước mắt có đâu ra nhiều hả các ông. Đi làm bằng hai tay chứ có đi cướp bằng giấy phép như mấy ông đâu mà còn dư nhiều tiền. Bạn Eric Trần thì nói tiếp, cứ tăng giá điện, giá nước, giá xăng lên gấp đôi, gấp ba là được thôi. Muốn gì chẳng được, các ông có quyền mà. Bạn Hùng Hồ thì bình luận như sau, chắc ông Huệ nói tiền trong dân còn nhiều là trong đám đại gia bất động sản, đám chủ tịch tập đoàn hay bí thư, chủ tịch gì đó. Chứ dân đen thì làm gì có tiền để mà ăn nữa. Ông Tâm, chủ một doanh nghiệp chuyên lắp đặt công trình điện tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì nói với đài FA rằng lời phát biểu của ông Vương Đình Huệ trong lúc này rõ ràng cho thấy lãnh đạo không hề thấu cảm nỗi đau của đồng bào. Trong khi hàng triệu người lao động nghèo buộc phải rời thành phố để về quê, thì quan chức chỉ ngó vào túi tiền của dân. Ông chia sẻ tiếp, câu ông nói là tiền trong dân còn rất nhiều thì chắc là tiền nợ trong dân giờ thì rất nhiều, chứ bây giờ có làm ăn gì được đâu mà lấy đâu ra tiền. Doanh nghiệp thì đi làm tùm lum, đây là tiền trong tài khoản, vẫn là số âm, thì dân lấy đâu ra tiền. Đây là hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh bị nhốt buộc phải leo rào vì thực phẩm. Nói chung là mấy ông nhà nước muốn nói gì thì nói, để cho một số thành phần không hiểu gì về đất nước hoặc một số thành phần bưng bô ủng hộ thì kệ người ta thôi. Nhìn từng đoàn người đi về quê là hiểu rồi, được nỗi đau rồi của dân tộc nó như thế nào. Lao động mất việc làm, doanh nghiệp thì thua lỗ. Báo chí nhà nước dẫn báo cáo của Tổng cục Thống kê vào ngày 12 tháng 10 cho biết, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư vừa qua, đã có đến 1,3 triệu người lao động nhập cư đã phải bỏ về quê. Tỷ lệ thất nghiệp lên cao kỷ lục, với hơn 28,2 triệu người đã bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, phải nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Cũng theo Tổng cục Thống kê của Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng số doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường là 85.500 doanh nghiệp. Và đi kèm với số doanh nghiệp này thì là hàng triệu người dân, người làm việc tại các doanh nghiệp đã bị mất việc. Ông Tâm nói doanh nghiệp của ông vẫn hoạt động được trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư vừa qua. Tuy nhiên, các chi phí xét nghiệm, chi phí ba tại chỗ cho nhân viên, chi phí đi lại đã đẩy giá thành lên quá cao. Vậy nên, dù doanh nghiệp hoạt động được nhưng vẫn thua lỗ, ông nói,
năm nay đã xác định từ trước rồi, từ lúc Sài Gòn chưa đóng cửa là năm nay có công việc làm ăn là đã mừng rồi, để duy trì thôi hoặc thậm chí là lỗ 10-15% doanh nghiệp của mình vẫn vui rồi, chứ đừng có nói kiếm được lời. Dù có công việc nhưng những chi phí khác nó nuốt hết rồi, nội cái tiền 3 ngày chọc mũi một lần là đã hết bao nhiêu tiền rồi, ông nói. Đây là hình ảnh biếm họa của La Thanh Hiền về cưỡng bức xét nghiệm ở Bình Dương. Điều này chỉ có ở Việt Nam mới như vậy. Vào ngày 24 tháng 9, chính phủ ban hành gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền trị giá tới 30.000 tỷ đồng. Công ty ông Tâm cũng đã nộp hồ sơ để được nhận hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa có một đồng nào. Hồi đó đến giờ bản thân mình chỉ có đóng thuế cho nhà nước, chứ nhà nước có hỗ trợ gì cho mình đâu. Càng trông mong thì càng thất vọng thôi, chứ được cái gì. Nó đưa ra các gói hỗ trợ để phỉnh người dân, phỉnh doanh nghiệp không à? Vậy thôi, chứ mình còn trông mong để làm cái gì? Thay vì thời gian trông chờ đó, mình đi làm những việc khác kiếm tiền tốt hơn. Ông đã nói như vậy. Và dư luận cho rằng chính phủ cần phải tạo niềm tin trong dân. Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, trong tình hình kinh tế đang gặp quá nhiều khó khăn sau đợt dịch lần thứ tư, thì việc lãnh đạo muốn duy trì các hoạt động nguồn lực trong dân, từ tài chính, sức lao động hay sáng kiến của nhân dân là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, thay vì chỉ huy động tiền trong dân, thì lãnh đạo nhà nước phải nói rõ là sẽ làm cái gì để cho nhân dân tin tưởng, để cùng nhau đứng dậy phát triển kinh tế. Ông nói, theo tôi cần rất là nhiều chuyện. Một là tình hình tài chính trong nhân dân cần vốn liếng để phát triển. Qua cái dịch này, tài chính của nhân dân đã bị kiệt quệ rất nhiều, thì nhà nước phải giải quyết vấn đề này. Ngân hàng nhà nước cần phải có quyết định giúp cho kinh tế phát triển. Đây là hình ảnh khi dòng người di tản, trốn dịch chạy khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã tự phát giúp nhau khắp dọc theo đường quốc lộ từ miền Tây, Tây Nguyên cho đến đèo Hải Vân. Nhưng chính phủ thì không thấy đâu, các hội đoàn, đoàn thể cũng lặn mất tăm. Vấn đề thứ nhì là về thuế má có tính chất tài khóa, phải tháo gỡ để giúp những người đầu tư được nhẹ gánh về thuế má và tài khóa. Thứ ba nữa là vấn đề về pháp luật, có rào cản trong vấn đề dân tự do làm việc hay không. Hồi trước là ngăn sông cấm chợ thì bây giờ phải tháo gỡ ra. Ông nói nhà nước cần nghiên cứu giải quyết ba vấn đề nêu trên thì sẽ có niềm tin của người dân. Lúc đó người dân sẽ tự nguyện yên tâm mà bỏ tiền ra để đầu tư và làm ăn. Vấn đề huy động tiền và vàng trong dân cũng đã từng được nhà nước Việt Nam mang ra thảo luận từ nhiều năm nay. Vào năm 2016 khi đó, theo báo chí nhà nước, căn cứ vào con số các hiệp hội kinh doanh vàng thế giới công bố, thì lượng vàng trong dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 500 tấn. Vào tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ khi đó Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu việc huy động nguồn lực trong dân, bao gồm cả vàng và tiền, nhằm tạo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế. Thời điểm đó, tờ báo mạng VTC đã dẫn lời tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, nhận định rằng muốn huy động nguồn lực thì phải bằng cách tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi để người dân tự đầu tư. Người ta chưa tin vào thị trường thì sao người ta có thể bỏ vàng ra được? Người ta không biết làm gì thì người ta mới giữ vàng. Việc huy động đó là điều không thực tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021 với bản tin Lãnh đạo muốn huy động tiền trong dân ngay sau phong tỏa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.